đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 21. Diệp Trần không phải bị giam giữ ở địa lao sao? Hắn sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là trốn ra được? Trong đầu Tô Thanh ca lúc này nảy ra một câu hỏi, khiến nàng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Bất quá Diệp Trần hiển nhiên không chú ý tới chi tiết này. Sau khi sư Tôn của hắn sử dụng tụ thần đan kia, trạng thái tàn hồn có chuyển biến vô cùng tốt, giúp hắn thoát khỏi. Nhưng mà chuyện đầu tiên Diệp Trần làm khi chạy ra không phải rời khỏi Thái Huyền Thánh địa mà đến thánh nữ điện tìm Tô Thanh ca. Dưới sự trợ giúp của Diễm Cơ, không một tiếng động lẻn vào nơi này. Nhưng điều khiến Diệp Trần ngoài ý muốn là, ngày thường Tô Thanh ca vẫn luôn ở trong cung điện tu hành, hiện giờ lại không thấy. Điều này khiến cho trong lòng hắn vô cùng bất an, suy nghĩ lung tung thật lâu. Nàng có khi nào bị Cố Trường ca bắt ép, đã ở bên cạnh Cố Trường ca hay không? Trong lòng hắn vô cùng đau đớn khó chịu cứ như vậy ngồi chờ nàng. Bây giờ tốt rồi, rốt cuộc cũng gặp được Tô Thanh ca. Thanh ca, thời gian này chắc nàng sống không được tốt. Diệp Trần mở miệng, nhưng nói được một nửa, cũng nói không được nữa. Tô Thanh ca không có chút dáng vẻ tiều tụy nào, vẫn y như trước như vậy. Xinh đẹp động lòng người. Vốn dĩ muốn hỏi nàng vừa đi đâu về, cũng không biết mở miệng như thế nào. Dáng vẻ bây giờ của Tô Thanh ca chẳng giống một người sống không tốt một chút nào nghe vậy tô thanh ca cho mày không đáp mà hỏi ngược lại diệp trần ngươi tại sao lại ở chỗ này đừng hỏi chuyện đó ta cũng không kịp giải thích thanh ca hiện giờ ta sẽ mang nàng rời khỏi thái huyền thánh địa thoát khỏi cái hố lửa này diệp trần vừa dứt lời vừa kéo tay tô thanh ca theo hắn thì tô thanh ca vẫn luôn bị phụ thân nàng cùng cố trường ca bức bách thậm chí toàn bộ thái huyền thánh địa đều đang ép nàng nàng cũng là thân bất do kỹ. Mình có thể lý giải. Nơi này là nhà giam của nàng cũng là một hố lửa. Ở đây nàng sẽ không được sống vui vẻ. Chỉ có lúc trước cùng mình lịch luyện, nàng mới nở nụ cười hồn nhiên. Tô Thanh Ca lui về phía sau một bước, không cho Diệp Trần chạm vào ống tay áo của mình. Nàng vẫn nhăn mày như cũ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng Diệp Trần, ta sẽ không rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nàng không muốn rời đi. Ta sẽ mang nàng đi. Cố trường ca ép nàng, ta sẽ không. Lúc này, lời nói của Diệp Trần vô cùng bá đạo, thậm chí còn định cứng rắn động thủ. Thời gian cấp bách. Lát nữa nếu bị trưởng lão của Thái Huyền Thánh Địa phát hiện, muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. Ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Niệm tình lúc trước, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. Với thực lực của ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta." Tô Thanh Ca vừa nói biểu tình vừa khôi phục bình tĩnh. Tu vi của nàng là thần thông cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thánh tử sở huyền của Thái Huyền Thánh Địa. Diệp Trần mới đạt hồn cung cảnh, muốn chiến thắng nàng là rất khó khăn. Đến lúc đó nơi này sinh ra động tĩnh, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của các trưởng lão. "Thanh Ca, đến lúc này rồi sao nàng còn hồ đồ như vậy?" hay là nàng đã thuần phục cố trường ca diệp trần không dám tin thanh âm có chút đáng tiếc trong lúc hắn bị giam giữ ai biết tô thanh ca cùng cố trường ca đã xảy ra chuyện gì tô thanh ca biểu tình hết sức bình đạm nói cố công tử chưa bao giờ bức bách ta tất cả đều là ta tự nguyện diệp trần ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều cố công tử làm người tuy rằng chẳng ra gì nhưng cũng không có xấu như ngươi nghĩ đến tận bây giờ ta vẫn là một thân hoàng bích cố công tử chưa từng chạm vào ta một chút nào đây là chứng minh tốt nhất đến đoạn sau thanh âm của nàng có chút tự dẻo ngược lại là ta tâm tư không thuần vẫn luôn muốn chiếm được tình cảm của hắn nàng cũng đang muốn nhân cơ hội này thẳng thắn với dịp trần miễn cho hắn sau này dây dưa cách làm người của ta chẳng ra gì bên ngoài đại điện nghe được lời này cố trường ca đang ẩn thân ở bên ngoài xem kịch hay bỗng nhiên cười lên một cách khó hiểu mình nằm im cũng dính đạn nói đi cũng phải nói lại tô thanh ca này cũng đánh giá quá cao cách làm người của mình nhất cử nhất động của diệp trần cố trường ca đều rất rõ ràng hắn đương nhiên biết diệp trần sau khi trốn khỏi đại lao sẽ đi đâu màn kịch giữa nam nữ chính này cố trường ca vô cùng mong đợi ít nhất cho đến bây giờ Tô Thanh Ca vẫn chưa từng làm hắn thất vọng. Đinh, quan hệ giữa Diệp Trần cùng nữ chính quyết liệt, điểm khí vận tổn thất 50, giá trị thiên mệnh thêm 250 điểm. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ý cười của cố trường ca càng sâu. Diệp Trần A Diệp Trần. Khí vận chi tử ngon như thế, kết quả ngươi lại tự giết chết chính mình. Trong đại điện, nghe được Tô Thanh Ca thẳng thắn nói cố trường ca chưa từng đụng qua nàng. Diệp Trần cảm thấy được an ủi, thậm chí tâm tình buồn bực phẫn nộ mấy ngày này đều biến mất sạch sẽ. Nhưng những lời sau đó của nàng lại khiến hắn ngẩn cả người. Tự như sấm sét giữa trời quang. Cả người đều choáng váng. Cái gì? Ngược lại là tâm tư của Tô Thanh Ca không thuần, cố gắng giành được tình cảm của Cố Trường Ca. Hắn chỉ thấy đầu mình vang lên từng tiếng ông ông, không thể tin vào tai của mình. E ta đã nói tiểu trần đối với cố công tử thành kiến quá sâu mà trong chiếc nhẫn diễm cơ ngồi xếp bằng trong hư không tóc đen phiêu tán có chút buồn chán lẩm bẩm tụ thần đang kia ít nhiều đã giúp hình thể của nàng ngưng tụ rất nhiều tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài nàng đều thấy được tô thanh ca làm như vậy không có gì đáng trách ai kêu cố công tử đối với nữ nhân mà nói sức hấp dẫn thật sự quá lớn ngoại hình xuất sắc, thực lực cường đại, bối cảnh khủng bố. Chương 22 Nữ nhân thông minh như Tô Thanh Ca, nếu lựa chọn sau này đi theo cố trường ca, chắc chắn sẽ cùng dịp trần đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Điều này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Diễm cơ cũng là nữ nhân đương nhiên đoán được suy nghĩ của Tô Thanh Ca. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bất quá cũng bởi vì vậy, mới khiến nàng không nhịn được thở dài. Tiểu Trần vì sao sinh ra địch ý lớn như vậy với Cố công tử chứ? Thanh ca, nàng nói lời này là để gạt ta đúng không? Chuyện này sao có thể là thật được? Diệp Trần hiện giờ rất thống khổ, không khỏi che trán. Hắn không thể tin được, Tô Thanh ca luôn luôn lạnh lùng không vướng bụi trần, lại chính miệng nói ra những lời như vậy. Những lời ta nói đều là thật, ngươi không tin cũng được. Về sau ngươi không cần đến tìm ta nữa nếu bị cố công tử nhìn thấy ta lại phải giải thích khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của tô thanh ca một mảnh yên tĩnh không chút lưu tình nói lời nên nói nàng đã nói xong nếu diệp trần còn tiếp tục chấp mê bất ngộ vậy nàng chỉ có thể động thủ nhất định là cố trường ca đã thi triển tà thuật gì với nàng hắn đến từ thế lực thượng giới trong truyền thuyết chắc chắn có thủ đoạn này lúc này diệp trần không tin vào tai mình Nhìn không được lớn tiếng nói, ánh mắt hắn có chút đỏ lên nhìn chầm chầm Tô Thanh Ca, lúc này dáng vẻ của hắn không khác gì giả thú. Ngươi đã nhập ma, tiểu trần, mau bình tĩnh lại. Diễm cơ trong chiếc nhẫn thấy thế, vội vàng đánh ra một đạo pháp lực, hóa thành từng trận mắt lạnh, khiến Diệp Trần nhanh chóng tỉnh táo lại. Ta không tin. Diệp Trần vô cùng thống khổ gào lên, thần nữ mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, vì sao lại có dáng vẻ như thế này? lúc này tô thanh ca sắc mặt cũng lạnh xuống tay rút trường kiếm ra khỏi vỏ bắt đầu chuẩn bị ra tay thịt 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 cũng đúng lúc này ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa giọng nói của cố trường ca vang lên thanh ca thánh nữ có đó không cố trường ca đứng ở cửa một bộ trường y màu đen dung mạo tuấn mỹ như ngọc vóc người thon dài trên mặt nở nụ cười kỳ quái lúc này tự mình chạy tới bổ một đao chỉ là hắn không thể trực tiếp tự mình động thủ nghe được giọng nói của cố trường ca biểu tình trên mặt diệp trần cũng đại biến trên mặt đều là sát ý và hận ý tiểu trần đi mau diễm cơ trong chiếc nhẫn cũng biến sắc thúc giục nói tuy rằng cố trường ca nói không làm khó nàng nhưng hai người cũng là chạy từ đại lao ra không có bất kỳ lý do chính đáng nào tiếng gõ cửa ngoài điện khiến cô thanh ca sửng sốt trong đầu hiện lên nghi vấn tại sao cố công tử lại tới tìm mình lúc này không đúng dựa vào thực lực của cố công tử có lẽ hắn đã sớm tới rồi chỉ là không hiện thân mà thôi có lẽ đây là khảo nghiệm của hắn đối với mình phốc cho nên tô thanh ca suy nghĩ rất đơn giản rút kiếm sức mạnh mênh mông của thần thông cảnh bộc phát kiếm quan băng lãnh đến thấu xương tựa như một con ác quỷ xoẹt qua hư không mang theo một vệt máu A. À. Diệp Trần đang chuẩn bị chạy trốn liền hét thảm một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị một kiếm của Tô Thanh Ca đâm vào hướng trái tim hắn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn dựa vào bản năng chiến đấu mạnh mẽ, lui về phía sau hơn nửa bước. Một kiếm này chắc chắn sẽ xuyên thủng trái tim của hắn. Không tốt. Tiểu cô nương này thật tàn nhẫn a. À. Diễm Cơ cũng không nghĩ tới Tô Thanh Ca đánh ra một chiêu đáng sợ như vậy trực tiếp muốn hạ sát thủ với diệp trần may mà trạng thái tàn hồn của nàng hiện giờ không tệ vội vàng lấy pháp lực đẩy diệp trần trực tiếp phá cửa sổ mà chạy xảy ra chuyện gì mà cố trường ca nghe được thanh âm này tự hồ có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc lập tức đẩy cửa đi đến cố công tử tô Cô thanh ca quay đầu nhìn cố trường ca biểu tình vô cùng bình tĩnh thanh ca để ngươi thất vọng rồi nàng đương nhiên nhìn ra dáng vẻ của cố trường ca là giả vờ từ đầu đến cuối hắn đều trốn trong bóng tối xem kịch nàng không khỏi cảm thấy sau lưng có chút lạnh nếu biểu hiện của mình có chút gì không đúng như vậy chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục bởi vì nàng cũng không biết cố trường ca vẫn luôn trốn trong bóng tối những gì nàng làm hắn đều đã nhìn thấy nam nhân này thật sự rất đáng sợ không hề ngươi làm sao sẽ để ta thất vọng chứ cố trường ca cười nói tâm tình tự hồ rất vui vẻ thật vậy sao tô thanh ca có chút không tin khi nãy nàng thực sự muốn giết diệp trần nhưng không nghĩ tới hắn có thể tránh đi nàng có chút lo lắng cố trường ca sẽ cho rằng nàng lưu tình đương nhiên là thật cố trường ca cười nếu diệp trần dễ giết như vậy hắn đã không phải phiền phức như thế lần sau gặp mặt ngươi cùng diệp trần sẽ là cục diện ngươi chết ta sống ta chết ngươi sống không hối hận sao tô thanh ca lắc đầu quyết định đi theo cố công tử ta đã sớm đoán được có ngày này tốt cố trường ca ý cười không giảm gật gật đầu hiện giờ tô thanh ca đã cùng diệp trần hoàn toàn quyết liệt thậm chí có thể gọi là kẻ thù chém giết lẫn nhau hắn cũng không phải hà khắc với nàng thưởng và phạt phải đi đôi với nhau mới có thể khiến người ta thật sự thần phục. Tô Thanh Ca tốt xấu gì cũng là nhân vật phụ có khí vận vượt qua người thường, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Cố Trường Ca đương nhiên muốn Tô Thanh Ca tình nguyện làm việc cho hắn. Mà không phải giống như bây giờ, là xuất phát từ sự sợ hãi đối với hắn. Yên tâm đi, lần này không phải là khảo nghiệm đối với ngươi. Từ đầu đến cuối ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi, ta chỉ đơn giản là muốn xem kịch mà thôi. Cố trường ca mỉm cười nói, mang theo vài ôm nhu, ôm nàng vào trong lồng ngực. Cô Thanh ca đứng im tại chỗ, thân thể mềm nhũng rung lên, con ngươi như ngọc thạch không tì vết chớp chớp. Nàng lần đầu tiên cách nam tử gần như vậy. Đặc biệt là cố trường ca luôn luôn lạnh nhạt, khiến cho người ta sợ hãi thế mà lại nói ra những lời ôm nhu như vậy. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút rối loạn. Chương 23 Tô Thanh Ca thừa nhận trái tim mình có chút loạn nhịp. Vừa rồi, thậm chí có chút rung động. Người như Cố Trường Ca, thế mà lại nói ra những lời như vậy, khiến nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh và cảm động. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, muốn nghe được từ miệng Cố Trường Ca một câu thật lòng là rất khó. Gần vua như gần cọp. Muốn chiếm được tình cảm của Cố Trường Ca, con đường này kỳ thật còn rất rất xa. Công tử có thể tín nhiệm Thanh Ca như vậy thanh ca vô cùng cảm động tô thanh ca nói tóc đen mềm mại khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ lẳng lặng dựa vào cố trường ca là cảm động hay là không dám động cố trường ca thản nhiên cười dù sao với nữ nhân thông minh như tô thanh ca chắc chắn không thể vì vài lời ngon ngọt của hắn mà dễ dàng thần phục được nhưng điều này cũng không quan trọng không phải người ta có câu lâu ngày sinh tình sao đinh thúc đẩy sự kiện khí vận, điểm khí vận tăng lên 60, giá trị thiên mệnh thêm 300. Lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Cố Trường Ca có chút kinh ngạc. Không giải thích được, điểm khí vận của hắn đã tăng lên tới 100 điểm. Tuy rằng màu sắc không đổi vẫn là màu đen, nhưng so với thời điểm ban đầu 30 điểm, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Sau khi phát hiện sự thay đổi này, cố trường ca phát hiện mọi chuyện trở nên càng ngày càng thú vị nói cách khác chỉ cần điểm khí vận của hắn tăng lên đủ nhanh về sau gặp khí vận chi tử có lẽ đối phó không cần phiền phức như diệp trần nếu không có khí vận phản vệ diệp trần sớm đã bị cố trường ca tác một phát chết tươi cần gì phải phiền toái như vậy xem ra phương pháp tăng điểm khí vận của ta không chỉ trên người khí vận chi tử mà còn có thể lấy được trên người những nhân vật phụ có điểm vận khí lớn. Bởi vì những lời khi nãy, mặc dù bên ngoài Tô Thanh Ca nhìn như không có gì thay đổi, nhưng kỳ thật trong lòng đã thần phục ta rồi. Cho nên mới khiến điểm khí vận của ta tăng lên. Không cần hỏi hệ thống, trong lòng cố trường ca rất nhanh cũng đoán được chân tướng chuyện này. Trừ việc chọc tức khí vận chi tử ra, hiện giờ hắn còn thêm một con đường nữa đó chính là thu phục người có đại ký vận chuyện diệp trần chạy thoát khỏi đại lao rất nhanh đã bị người của thái huyền thánh địa phát hiện tất cả trưởng lão và đệ tử đều vô cùng tức giận cùng có chút lo lắng hoảng sợ sợ hãi bất an dù sao diệp trần đắc tội cố công tử cũng tại bọn hắn trông coi không cẩn thận làm diệp trần trốn thoát được nếu đến lúc đó cố công tử trách tội thái huyền thánh địa dù có một vạn cái đầu cũng không đền nổi tội thái huyền thánh chủ vốn đang mãn nguyện và kiêu ngạo cũng bởi vì chuyện này không khỏi hoảng hốt bất an phụ thân không cần sốt ruột cố công tử sẽ không vì chuyện này mà trách tội các ngươi ngược lại tô thanh ca vô cùng bình tĩnh nhìn con gái nhà mình hiện giờ dường như đã có được sự sủng ái của cố trường ca thái huyền thánh chủ nghe vậy ngược lại cũng dần dần yên lòng thanh ca nếu cố công tử thật sự trách tội ngươi nhớ nói cốt giúp phụ thân một chút hắn nói cô thanh ca biểu tình vô cùng bình tĩnh trong lòng lại có chút bất đắc dĩ cố cô công tử thật sự muốn làm gì mình làm sao có thể khuyên được phụ thân yên tâm đi nhưng ngoài miệng nàng vẫn trả lời như vậy cô thanh ca nhìn ra được cố trường ca cố ý thả diệp trần chạy thoát nguyên nhân là gì nàng đã không thể đoán ra được cùng lúc đó trong đại điện của Thái Huyền Thánh Địa. Mấy người đi qua đi lại, không khí ngưng trọng, hoàn toàn yên tĩnh. Những người đứng đầu bao gồm Thái Thượng Trưởng Lão của Dương Hư Thánh Địa Triều Thiên. Thái Thượng Hoàng của Đại Thiên Hoàng Triều Sở Vô Cực, gia chủ thượng cổ tiếu gia tiếu hoắc đang ngồi chờ. Ngày hôm nay tất các thế lực lớn tới xâm phạm Thái Huyền Thánh Địa. Không phân biệt già trẻ gái trai, lúc này đều đang thành thành thật thật chờ ở nơi này, thái độ cung kính dị thường, không dám phát ra thanh âm thậm chí là đến thở cũng không dám thở mạnh những thế lực này có thể coi là những thế lực có sức mạnh đứng đầu trên đông hoang đại địa dưới sự an bài của thái huyền thánh chủ tất cả mọi người đều đi vào chính điện chuẩn bị bái kiến cố trường ca bọn họ lúc này cũng mới nhận được tin tức vị đại nhân trẻ tuổi này không ngờ lại đến từ thượng giới trong truyền thuyết tin tức này vô cùng chấn động tựa như thiên thạch rơi xuống biển sâu trong lòng mỗi người đều dâng lên một trận khiếp sợ căn bản không bình tĩnh được thượng giới nơi đó đối với đông hoang đại địa mà nói là nơi vô cùng thần bí đồng thời cũng mang một ý nghĩa vô cùng cường đại và đáng sợ hơn năm vạn năm chưa từng nghe nói có người đánh phá hư không phi thăng thượng giới thậm chí thượng giới có tồn tại hay không đều là truyền thuyết vô cùng mơ hồ nhưng bây giờ lại nghe được tin vị đại nhân trẻ tuổi thần bí này đến từ thượng giới xuống đây rèn luyện điều này giống như tận mắt chứng kiến truyền thuyết trở thành sự thực chuyện này gây chấn động như thế nào quả thực không cần nói cũng biết trách không được thái huyền thánh địa trấn định và kiêu ngạo như vậy nếu như tông môn ta may mắn gặp được vị đại nhân trẻ tuổi này có khi còn kiêu ngạo hơn bọn hắn nhiều giờ khắc này đám người triệu thiên sở vô cực Tiếu Hoắc trong lòng đều nghĩ như vậy. Bọn họ không khỏi hâm mộ và ghen tị với Thái Huyền Thánh Địa. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, ít nhất bọn hắn chưa chính thức tấn công Thái Huyền Thánh Địa. Phi thăng dễ dàng, hạ giới khó khăn. Ai cũng biết lai lịch của vị đại nhân trẻ tuổi này tuyệt đối vô cùng khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng tò mò, muốn nhìn trộm thiên dung của vị đại nhân trẻ tuổi kia. Chương 24. Rất nhanh, tất cả mọi người ở trong đại điện đều tỏ ra kinh ngạc. Cho dù là cường giả bậc tiền bối hay là người trẻ tuổi, đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở phía trên một cách đầy bàn hoàng. Xuất hiện trên không, không hề để lộ ra một chút sóng động. Thậm chí đem lại cho người ta cảm giác hắn giống như không tồn tại ở trong vùng địa bàn này vậy. Nam tử trẻ tuổi nét mặt bình thản lãnh đạm, Hắn mặc một bộ trường y màu đen, không có bối sức đi kèm, nhưng lại toát lên vẻ cao quý và cao cao tại thượng. Theo sau hắn là Thái Huyền Thánh chủ mang theo vẻ mặt đầy sự kính cẩn và một nữ tử bạch y với tấm mạng che một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nàng trong veo như nước mùa thu, đôi lông mày tựa lá liễu. Ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nam tử trẻ tuổi. Thái Huyền Thánh chủ còn có Thái Huyền Thánh Nữ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của vùng Đông Hoang, có lẽ là không còn điều ngạc nhiên nào nữa rồi, ta đợi bái kiến đại nhân. Thời khắc này, tất cả mọi người ở trong đại điện đều không thể xem nhẹ lễ tiết, tất cả tỏ ra vô cùng cung kính. Mấy người triệu thiên, sở vô cực, tiếu hoắc thì càng kinh ngạc hơn. Thực lực của vị đại nhân trẻ tuổi này thật sự là thâm hậu khó lường, khiến cho họ cảm nhận được hơi thở rất nhẹ nhàng thế nhưng lại cũng đem lại cho người ta cảm giác sợ hãi giống như rơi xuống vực sâu chư vị không cần đa lễ cố trường ca điềm đạm nói đã lộ diện rồi thì tiện thể diễn thôi hắn chắc chắn là sẽ không từ chối dĩ nhiên còn có thể cười nhạo những đại thế lực khác của đông hoảng đại địa một chút suy cho cùng thì trong số đó hẳn là cũng không hề ít người có quan hệ rất rất thân thiết với diệp trần chuyện nhỏ này với thân phận hiện giờ của mình hắn chỉ cần tùy tiện nói một câu thiết nghĩ không có bất cứ thế lực nào còn dám tiếp xúc với diệp trần nữa người đắc đạo thì được giúp đỡ kẻ thất đạo thì đừng mong hắn lại muốn biết xem diệp trần còn có thể nắm bắt vận may đó được bao lâu nữa sau đó tất cả mọi người đều giới thiệu đại thế lực đang chống lưng cho mình chuẩn bị để lại một ấn tượng tốt trước mặt của cố trường ca có điều cố trường ca đương nhiên là chẳng hề hứng thú Thần sắc luôn tỏ ra bình thản thờ ơ, trong lòng hắn thì lại vô cùng lân lân, đang suy nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp của mình một chút. Còn về Diệp Trần, ngây ngốc ra một lúc lâu vậy rồi, cũng đến lúc nạp mạng rồi. Viên tụ thần đang đó, hẳn không phải là dễ dùng như vậy. Cố Trường Ca đã sử dụng mật thuật được ghi chép ở trong thông tiên ma công lưu lại ấn ký ở trên đó. Nếu như Diễm Cơ vẫn còn ở trong thời kỳ đỉnh cao, hẳn là sẽ phát hiện ra thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại của nàng thì chắc chắn là không phát hiện ra nổi cố trường ca vẫn rất yên tâm đối với rất nhiều mật thuật ở trong thông tin ma công diệp trần có thể chạy đi đâu chứ hắn chẳng qua chỉ là một công cụ để tìm bảo bối của cố trường ca mà thôi không có ai chú ý tới sự bất thường lúc này của cố trường ca hắn sụp mí mắt xuống khẽ nhâm nhi rượu trong ly vẫn may là khí chất của hắn vốn đã vậy rồi chỉ cần không cợt nhã, thì sẽ khiến cho người khác có cảm giác lãnh đạm thâm sâu. Người ta gọi là khí chất đỉnh cao vốn có. Thấy vậy, tất cả đám người ở trong điện đều hoảng sợ, họ sợ sẽ chọc giận vị đại nhân trẻ tuổi này. Tất cả các đại thế lực dường như đều đang thận trọng cố làm hài lòng cố trường ca, một là để thăm dò mục đích hắn tới hạ giới, hai là để len lỏi tiếp xúc tìm hiểu xem hắn có sở thích gì cố trường ca lại vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này làm một nhân vật phản diện thật là tốt tất cả mọi người đều nhìn ra được sở dĩ thái huyền thánh địa gần gũi được với cố trường ca hoàn toàn là nhờ có tô thanh ca đệ nhất mỹ nhân đông hoang hẳn không phải là hữu danh vô thực tô thanh ca hẳn là tiên nữ ở trong lòng của vô số trang tuấn kiệt trẻ tuổi rất nhiều lão tiền bối đã động lòng bắt đầu suy nghĩ tới chuyện trong gia tộc mình có hậu bối nào dung mạo tuyệt sắc hay không. Đương nhiên, dung mạo mà thua kém với Tô Thanh Ca, thì đừng có đem tặng để chút nhục vào người. Lúc này, ánh mắt của Cố Trường Ca đột nhiên nhìn chăm chú vào một vị nữ tử xinh đẹp đang đứng ở trong đám đông kia. Người tên là gì? Hắn đứng dậy, tức tiếng hỏi. Hả? Đại nhân người đang nói chuyện với thiếp phải không? Vị nữ tử xinh đẹp có chút vui mừng cùng với sự kích động, giọng nói hơi run rẩy, trong đôi mắt ánh lên tia ngưỡng mộ, không ngờ lại được Cố Trường Ca để ý tới. Vương Tuyết, đệ tử của Vạn Hoa cung. Tất cả mọi người nhất loạt nhìn, ai nấy cũng đều có chút bàn hoàng. Rất nhiều người đều vô cùng ngưỡng mộ nữ tử được Cố Trường Ca hỏi thăm này. Có thể được một vị đại nhân trẻ tuổi hỏi han cũng là vinh hạnh lớn lao rồi. Nàng ta có đức có tài gì chứ? trước đó ngươi từng gặp ta sao ngươi và diệp trần có quan hệ gì cố trường ca nhìn nàng ta giọng nói rất bình thản hả diệp trần nữ đệ tử tên vương tuyết nghe thấy câu hỏi này lập tức trở nên có chút bối rối tuyết nhi đại nhân đang nói chuyện với con sư tôn ở bên cạnh nàng ta còn gấp gáp hơn chỉ ước có thể nói một câu với cố trường ca thay cho nàng ta hồi bẩm đại nhân Diệp Trần là vị hôn phu trước đây của thiếp, ba năm trước thiếp đã thoái hôn rồi. Lúc trước khi ở biên giới của vạn thú cấm khu, ngài chỉ dùng một nhát kiếm đã chém chết một con hung thú đáng sợ của phong hầu cảnh, lúc đó thiếp đang ở một nơi gần đó, vừa hay được ngài cứu một mạng, vì thế, vương tuyết ép cho bản thân mình bình tĩnh lại, rồi vội vàng giải thích. Vị hôn thê có hôn thú ba năm trước của Diệp Trần, vừa hay được hắn cứu một mạng sao? cố trường ca đang lục lại ký ức trong đầu của mình trước đó cơ thể ban đầu của hắn chính xác là đã từng đi qua vạn thú cấm khu muốn xem xem trong đó có kỳ duyên gì không kết quả dĩ nhiên là gặp phải trắc trở rồi chẳng trách ánh mắt của nữ tử này lúc nhìn hắn lại đem theo sự ngưỡng mộ nhân quả của cảm tình này đã được kết trái ngay từ ban đầu rồi chu choa một kiếm chém chết hung thú đáng sợ cấp bậc phong hầu cảnh Nghe thấy lời này của Vương Tuyết, tất cả đám người ở trong đại diện đều nín thở. Sắc mặt của mấy người triệu thiên, sở vô cực càng kinh hoảng hơn, đầu nổi da gà. Không nghe nhầm đấy chứ. Vị đại nhân trẻ tuổi này. Thực lực rốt cuộc là đáng sợ thế nào? Trưởng lão của đại năng cảnh có thể tung hoành vạn dặm. Thánh chủ đã trở thành thánh địa chi chủ bá chủ một phương, nắm trong tay lãnh thổ vạn dặm. Phong hầu không tồn tại có thể nói là vô địch thiên hạ. Còn phong hầu tồn tại, chỉ có ở những nơi như cấm khu mới có thể tìm thấy được một chút dấu vết mơ hồ. Há chẳng phải nói cái gọi là các đại thế lực của Đông Hoang đại địa đều không địch nổi một kiếm của vị đại nhân này sao? Không có ai hoài nghi lời nói của Vương Tuyết. Ngay đến cả Tô Thanh Ca cũng rất kinh ngạc, lần đầu tiên biết rõ được thực lực của Cố Trường Ca lại đáng sợ như vậy. Lớp trẻ của Đông Hoang, ở trước mặt hắn thật sự là đến cả tư cách làm loài kiến cũng không có. Tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, càng thêm phần cung kính hơn đối với vị đại nhân trẻ tuổi này. May mà không ai hỏi đến tung tích của Diệp Trần đó, sau này không thể để cho tôn nữ có bất kỳ qua lại gì với kẻ này nữa. Diệp Trần đó quả đúng là chán sống rồi, sao lại đi đắc tội với người này cơ chứ? Khắp sống lưng thái thượng trưởng lão của Dương Hư Thánh địa toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhủ vừa rồi suýt chút nữa lão đã tự tìm lấy cái chết rồi. Chương 25 Chuyện xảy ra ở Thái Huyền Thánh Địa ngay lập tức đã rầm rộ khắp cả Đông Hoang Đại Địa. Rất nhiều thế lực như Hoàng Triều, Thánh Địa khác lúc trước từng bao vây tấn công Thái Huyền Thánh Địa chẳng những không hề ra tay, mà ngược lại còn nhất loạt tiếng điện cung kính bái kiến người thanh niên trẻ này. Tin tức này đã khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Quả thật là không dám tin. Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh tượng theo lưu ảnh thạch truyền tới, lưu truyền khắp nơi. Trong đó có cảnh tượng của sơn môn của Thái Huyền Thánh Địa. Lần này, dường như tất cả các thế lực đều biết có một vị đại nhân trẻ trung đến từ Thượng Giới. Vô số tu sĩ tỏ ra bàn hoàng. Hóa ra, Thượng Giới trong truyền thuyết tồn tại thật. Tin tức gây chấn động này thậm chí đã lan truyền từ Đông Hoang Đại Địa sang các vùng khác, dấy lên một làn sóng lớn đông hoang giờ đây quả thật là thay đổi bất ngờ quá đúng vậy lại có vị thiếu niên trẻ tuổi của thượng giới trong truyền thuyết này giáng lâm từ xưa đã lưu truyền thăng thiên đã rất khó khăn muốn hạ giới thì càng không thể suy cho cùng thì đây hoàn toàn là những chuyện nghịch lý hì hì chẳng trách các môn phái khí thế hùng hổ cuối cùng lại vẫn là thái độ đó ta còn tưởng thái huyền thánh địa này sẽ bị hủy diệt vào ngày hôm đó rồi nữa cơ thật không ngờ Thái huyền thánh địa cũng tốt số thật, đi bợ đỡ nịnh nọc vị đại nhân trẻ tuổi này. Có điều ở trong này, nghe nói vị đệ tử nội môn tên là Diệp Trần Đó của Thái huyền thánh địa, đắc tội với người ta. Trong tử lâu, rất nhiều người bật cười lớn. Ha ha ha, chuyện này ta biết. Người ở bên cạnh bật cười, tiếp lời nói. Nghe nói là do đố kỵ với vị đại nhân trẻ tuổi dễ dàng có được trái tim của đệ nhất mỹ nhân đông hoang, kết quả là không biết tự lượng sức mình đòi khiêu chiến với người ta, hì hì hì, kết quả là vị đại nhân trẻ tuổi đó chỉ cần dùng ánh mắt đã áp chế được vị đệ tử nội môn tên Diệp Trần đó. Đầu rập xuống quỳ ở trên đất, không động đậy nổi. Chật chật chật, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại vẫn còn ảo tưởng, đệ nhất mỹ nhân đông hoang, lẽ nào lại xứng với hắn sao? Tu sĩ ở đây vừa uống rượu, vừa bật cười lớn, coi như là đề tài câu chuyện sau bữa cơm. Trong số các tòa cổ thành, quán rượu, lầu cát, đều có thể nghe thấy có tu sĩ đang bàn luận tới chuyện này. Số lượng tu sĩ của Đông Hoảng Đại Địa đâu chỉ ở mức hàng trăm triệu. Chỉ là một tòa cổ thành chỉ có thể chứa được một nghìn vạn tu sĩ mà thôi. Sự việc mang tính bom tấn kiểu này, dường như ngay từ ngày đầu tiên đã tạo ra một làn sóng khó mà tưởng tượng nổi. Trong một tòa cổ thành, một vị nam tử nước da ngâm đen đang vội vàng trên đường tới nghe thấy những lời bàn luận ở gần đó khiến cho sắc mặt hắn trông càng khó coi hơn rất nhiều tay nắm chặt lại phát ra tiếng kêu răng rắc sau đó hắn sờ sờ lên vị trí chỗ lồng ngực bị rách vẫn còn đang đau âm ỉ trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo và hận thù tự lầm bầm nói cô thanh ca tiện nhân nhà ngươi lại dám phản bội ta cố trường ca nỗi nhục hôm nay ngày khác ta sẽ bắt ngươi đền gấp bội kẻ này đương nhiên chính là diệp trần sử dụng thuật dịch dung rồi đông hoang đại địa giờ đây dĩ nhiên là không có nơi dung thân của hắn nữa rồi chỉ một câu của cố trường ca thì đã khiến cho tất cả tông môn của đông hoang đại địa đối với hắn giống như né tránh loài rắn rết thậm chí khiến hắn còn không dám ra ngoài với dung mạo trước đây lần này diệp trần đang dự tính mượn trận đại chuyển xung của tòa cổ thành này để đi tới trung châu đại địa nơi đó còn thần bí hơn nhiều so với đông hoang đại địa long mạch hội tụ tông môn nhiều vô kể thánh địa thần sơn đông đảo truyền thừa đã từ lâu đời cố trường ca lại một tay che trời lẽ nào còn có thể ảnh hưởng tới trung châu đại địa sao hơn nữa ở trên trung châu đại địa còn có không ít các thế gia đạo chính thống có quan hệ với thượng giới tổ tiên đã từng thăng thiên dự tính của diệp trần rất chí lý Dựa vào thiên phú cường đại của hắn, một khi đã gia nhập vào thế gia đạo chính thống, dĩ nhiên rất nhanh sẽ có thể thăng thiên rồi. Cố Trường Ca chẳng phải là vì có thượng giới chống lưng, mới có thể hung hăng ngang ngược vậy hay sao? Đến lúc đó hắn cũng có tầng lớp như vậy chống lưng, Cố Trường Ca còn có thể làm thế nào được chứ? Hắn nhất định sẽ khiến cho hai người Tô Thanh Ca và Cố Trường Ca hối hận. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Diệp Trần bình tĩnh trở lại thậm chí còn lộ ra một nụ cười lạnh sư tôn chỉ có điều khiến cho diệp trần có chút lo lắng và không hiểu đó là từ sau khi trải qua chuyện thái huyền thánh địa vị mỹ nhân sư tôn của hắn chẳng nói thêm gì nữa chỉ biết lúc gặp phải một chút nguy hiểm thì mới ra tay cứu giúp trong lòng diệp trần thầm có chút bất an nắm tay nắm lại càng chặt hơn lẽ nào diễm cơ cũng phản bội hắn rời bỏ hắn mà đi sao hắn thật không can tâm chớp mắt đã nửa tháng trôi qua thư mời mà tam hoàng tử đại hạ hoàng triều của trung châu đại địa gửi tới mời thiên kiêu từ khắp mọi nơi đến để luận đạo trong đại điện cố trường ca nhìn tấm thiệp mời mạ vàng mà tô thanh ca đưa tới trước mặt khẽ nhếch nhếch đầu lông mày hắn tùy tiện lướt nhìn một cái rất nhanh đã không cảm thấy hứng thú nữa cái gọi là thiên kiêu của hạ giới ở trong mắt hắn thì chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chất toàn bộ. Vẫn không thú vị bằng việc treo đùa Tô Thanh Ca mỗi ngày. Đại hạ Hoàng Triều, tiên hoàng năm đó nghe nói đã bay lên lên thượng giới, nội tình trong đó quả là thâm sâu khó lường. Hơn nữa bản thân tam hoàng tử, tư chất vô cùng thông minh, vào ngày sinh thần có một âm thanh lớn vang xa tới 3.000 dặm. Tô Thanh Ca giải thích cho Cố Trường Ca. Đồng thời, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh tỉ mỉ lột vỏ một quả nho, đưa đến bên miệng hắn. Đại hạ Hoàng Triều. Trung Châu phải không? Cũng đúng, có lẽ nên thay đổi bản đồ một chút rồi. Cố trường ca vừa ăn nho, tiện mồm nói một câu, nghĩ một lát rồi sau đó đứng dậy. Khoảng thời gian này hắn sống cũng nhà hạ quá rồi. Sống ngày tháng không cắt bó rau hẹ dịp trần, vẫn thật sự là không quen. Hơn nữa nếu như hắn đoán không nhầm thì lúc này kẻ tên Diệp Trần đó có lẽ cũng sắp chạy tới Trung Châu rồi. Ba ngày sau, tất cả thiên kiêu của các thánh địa, hoàng triều, thế gia của Đông Hoang đều sẽ cùng nhau xuất phát. Công tử có định đi cùng không? Tô Thanh ca hỏi. Cố Trường ca trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Gia tộc của Minh lão hình như chính là ở vùng Trung Châu này. Ba vạn năm trước, Minh lão đã từ Trung Châu phá không rồi bay lên thượng giới. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 26. Minh lão đến từ Thiên Thanh giới, cũng là hạ giới nơi mà giờ đây Cố Trường Ca đang ở, chuyện này Minh lão không hề đề cập qua với hắn. Đây cũng là lý do lúc Nguyên chủ ở hạ giới, điều tra qua một lượt, lại để cho Minh lão đi cùng. Cố Trường Ca đột nhiên nhớ ra, cũng may là tô thanh ca nhắc tới chuyện trung châu có tầng lớp thân phận như minh lão ở đây chuyện đi trung châu ắt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều vậy thanh ca mau xuống sắp xếp mọi việc đi cố trường ca gật gật đầu tô thanh ca làm việc hắn lại rất yên tâm thế rồi sau khi tô thanh ca rời đi hắn có chút trầm ngâm quay mặt vào không trung nói minh lão ba vạn năm trước ông từng thăng thiên từ trung châu sao một trận sóng động truyền tới trong không gian, thân ảnh của Minh Lão hiện lên. Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ cung kính, nói, hồi bẩm công tử, Lão Nô đúng là đã thăng thiên tại Trung Châu của Thiên Thanh Giới từ ba vạn năm trước. Lúc đó vừa tới Thượng Giới, tất cả đều xa lạ, không ngờ bị đại giáo một phương của Thượng Giới bắt làm khổ sai đi đào quặng. May mà trên đường đi gặp được một vị tộc lão ra tay giải cứu, lão nô mới có thể thoát khỏi biển khổ nếu không thì sớm đã chết ở trong mỏ quặng rồi nói đến đây ông ta có phần xúc động tu sĩ hạ giới đều tưởng là thăng thiên đều sướng cả thực ra không phải như vậy mà còn hoàn toàn ngược lại những tu sĩ hạ giới không có gia thế bay lên đến thượng giới chỉ bị đám đại giáo cổ tộc đó coi là khổ sai bắt đi đào quặng không hề có chút tôn nghiêm chết dần chết mòn mấy thế lực cổ lão có liên quan tới thượng giới dưới cái nhìn của Minh Lão, cũng chỉ là được cái mã bên ngoài mà thôi. Tổ tiên của chúng năm đó, đến giờ nói không chừng còn đang ở xó xỉnh nào đó trên thượng giới đi đào quặng cho người khác nữa. Vì vậy ông ta vô cùng cảm kích cố gia. Nói ra thì ông ta thật may mắn, có thể gặp được quý nhân của nhà họ cố. Vừa hay đúng ba ngày sau ta sẽ đi Trung Châu, ông tiện thể đi tham gia tộc năm đó đi. Cố trường ca khẽ cười nói. Khó khăn lắm mới xuống hạ giới một lần, Minh lão chắc chắn cũng muốn biết con cháu đời sau năm đó ở lại sống thế nào. Chỉ có điều do duyên cớ về thân phận của mình, ông ta trước khi không có sự cho phép của Cố Trường Ca, không có cách nào rời đi. Nghe thấy vậy, nét mặt Minh lão ngay tức khắc lộ vẻ xúc động, nói: "Đa tạ công tử đã suy nghĩ cho lão nô." Cố Trường Ca khu khu tay, nói: "Minh lão không cần như vậy, chỉ là tiện đường thôi." mặc dù đã xác định vị trí của mình là nhân vật phản diện áp chế khí vận chi tử thế nhưng hắn không phải là tên ngốc không hiểu tình người minh lão cũng không phải người ngoài những việc nhỏ này vừa có thể khiến cho minh lão tận tâm vì hắn mà làm việc hắn lại có thể thể hiện sự tài tình của mình cố trường ca sao có thể không suy nghĩ tới cơ chứ chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua trên bầu trời nơi bên ngoài thái huyền thánh địa một phi thuyền khổng lồ vô cùng hoa lệ, ánh sáng lung linh, phù văn lộng lẫy xuất hiện. Trong đó rường cột trạm trổ, rất nhiều các lầu các cung điện tọa lạc, sương khói lượn lờ, suối chảy róc rách, vô cùng tráng lệ. Đây là phi thuyền do các thế lực lớn ở Đông Hoang chế tạo riêng ra để tặng Cố Trường Ca. Phí chế tạo vô cùng cao. Dù cho là đệ tử của Thánh Địa nhìn thấy đều trợn tròn mắt lên. Càng đừng nhắc tới tu sĩ bình thường khác. Mấy đời còn chưa từng thấy pháp khí phi hành xa hoa như vậy. Chư vị thật đúng là có tâm. Cố Trường Ca khẽ cười một tiếng. Kiêu căng vậy sao? Hắn thích. Chút quà nhỏ này có thể khiến cho công tử vui mừng là tốt rồi. Thánh chủ, tông chủ, gia chủ của các đại thế lực đều nhao nhao bật cười. Cố công tử xem ra rất hài lòng đối với thứ này, bọn họ dĩ nhiên là cũng vui mừng rồi. Rốt cuộc cũng nhìn ra được Vị đại nhân trẻ tuổi này không phải là người thích khiêm tốn. So với pháp khí phi thành hoa lệ này, nếu có thể có được sự thích thú từ hắn thì rõ ràng là càng quan trọng hơn rồi. Công tử mời. Rồi sau đó, Thái Huyền Thánh tử bộ mặt cung kính, làm ra động tác mời. Ngoài Tô Thanh Ca ra, hắn cũng được xem chó săn đầu đàn sau lưng của Cố Trường Ca. Chó săn mặc dù có vẻ khó nghe. Thế nhưng dù cho là như vậy, cũng khiến cho mọi người ở đây ngưỡng mộ vô cùng. Cố trường ca khẽ vuốt cầm. Dẫn đầu đi lên trước. Những người còn lại thì bước theo sau, không dám đi ngang hàng với hắn. Nhân vật trẻ tuổi đến Trung Châu lần này đều là những nhân tài kiệt xuất. Dương hư thánh tử, dương hư thánh nữ, hoàng nữ của Đại Nhật Hoàng Triều, thiếu chủ của Thượng Cổ Tiếu Gia, thân là người đứng đầu của thế hệ trẻ tại Đông Hoang. Thế nhưng trước mặt cố trường ca họ lại cảm thấy áp lực, còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần khi đối diện với các vị trưởng bối một vài người bước tới bái kiến một chút kết quả là đến lời nói cũng run rẩy rất tôn kính so sánh một chút thì cố trường ca vẫn nhận ra được tên chó săn sở huyền này thật sự là có chỗ hơn người dịp trần sắp xử xong rồi khí vận chi tử tiếp tới sẽ là ai đây đột nhiên cố trường ca không nhịn được mà tự nói thầm một câu hử công tử cô thanh ca đang bóp vai cho hắn khẽ ngay ra sao lại nói mấy điều mà nàng nghe không hiểu vậy thanh ca nàng muốn theo ta về thượng giới không cố trường ca đột nhiên bật cười bình thường nghe thấy chuyện của thượng giới cô thanh ca đều sẽ cảm thấy rất hứng thú thế nhưng hiện giờ biểu hiện của cô lại rất bình tĩnh công tử đây là lần thứ bao nhiêu chàng đem vấn đề này ra để trêu thiếp rồi mất hứng cố trường ca khẽ lắc đầu sau đó khẽ ôm nàng vào lòng. hắn thích nhìn bộ dạng nói một đằng nghĩ một nẻo rồi lại tỏ ra dỗi hờn này của tô thanh ca. quả nhiên là dù cho ở đâu, việc ức hiếp nữ nhân đều là bản tính của nam nhân. ầm, uhm. rất nhanh, bên ngoài không khí sao động, một cơn lốc lớn quét tới. trên chiếc phi thuyền khổng lồ xa hoa tỏa ra những tia sáng rực rỡ, phù văn luân chuyển, chói lóa cả bầu trời bắt đầu tăng tốc trên không trung, hướng về Trung Châu Đại Địa. Trung Châu Đại Địa, sông núi tráng lệ, long mạch quần hội. Ngoài thánh địa và vương triều tồn tại từ xa xưa ra thì còn có rất nhiều gia thế, cường quốc tập trung. Ngay cả trong các núi đại thần còn có các sinh linh từ thời cổ đại, đều có tu vi cường đại, tọa trấn một phương. Ngoài nhân tộc ra, Trung Châu còn có rất nhiều sinh linh của chủng tộc khác, thời gian ra đời đã từ rất lâu giờ phút này tại đạo cực thư viện nằm ở nơi trung ương thiên vực phồn hoa nhất của trung châu trong một gian phòng yên ắng một đám thiếu niên thiếu nữ đang nghe trưởng lão giảng giải về môn tu hành bảo thuật vị trưởng lão này tuổi rất trẻ mặc một chiếc áo choàng xám tướng mạo vô cùng xinh đẹp khuôn mặt như đánh một lớp vấn mỏng làn da trơn tru tóc suông như mây phía dưới chiếc váy rộng dài cũng khó mà giấu đi vóc dáng cân đối khúc nào ra khúc đó trên nhân gian gọi đây là tuyệt sắc. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của nàng bỗng trở nên lạnh lẽo. Ngọc bội trong tay ngay lập tức đã đặt lên trên bàn gỗ của một vị thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật kia. Lâm Thiên, để lại ngủ gật ở trong giờ của ta nữa sao? Chương 27 Trung Châu Đại Địa tổng cộng chia thành 8 khu, Trung ương Thiên Vực chính là nơi phùng vinh nhất ở đó. Tông môn mọc lên như nấm, rất nhiều đạo chính thống đạo cực thư viện còn được mệnh danh là thiên kiều thư viện, nơi đây nhân tài vô số, quần hùng hội tụ, những người này đều tới từ các thế lực tông môn. Nói không phải khoa trương. Thế nhưng những thiếu niên thiếu nữ có thể tu hành ở trong đạo cực thư viện, đều là những người có tư chất thông minh, tiền đồ tương lai đều rộng mở. Trung Châu có rất nhiều thánh địa, Hoàng Triều Chi Vương thời còn trẻ, cũng đã từng tu hành ở trong đạo cực thư viện. Có điều trong tỉnh thất, gian phòng lại cũng có ngoại lệ nữ tử mặc áo choàng xám với đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng rất tức giận khí tức toàn thân dân trào bộ dạng có phần thất vọng chán ghét rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cũng làm bộ dạng châm chọc coi thường không hề có chút xem trọng đối với vị thiếu niên vẫn đang gục trên bàn ngủ say đó tên phế vật này lại có thể tới đạo cực thư viện tu hành quả đúng là làm mất mặt chúng ta đúng vậy nếu như không phải hắn xuất thân từ thượng cổ lâm gia, tỷ tỷ mình lại là trưởng lão của thư viện, sao lại có thể tu hành trong tỉnh thất này cùng chúng ta chứ? Trưởng lão lâm thu hàng cũng thật xui xẻo, lại có tên đệ đệ phiền phức như vậy. Rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ quay qua nhìn, đều thì thào bàn luận. Dĩ nhiên chuyện mà họ bàn luận, chính là chuyện về vị thiếu niên đó. Lâm Thiên Đây là một người rất nổi tiếng ở trong đạo cực thư viện đồng thời cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với nữ tử mặc áo choàng xám kia không chỉ tư chất tu luyện kém cỏi bình thường cũng không hề cố gắng thường xuyên ngủ gật ở trong giờ học có thể nói là một kẻ hoàn toàn thất bại trong tu hành thế nhưng tỷ tỷ lâm thu hàng của hắn lại là trưởng lão trẻ tuổi xinh đẹp nhất của đạo cực thư viện có rất nhiều người theo đuổi ngay đến cả truyền nhân của các thánh địa hoàng triều cũng từng theo đuổi nàng tiền đồ rộng mở vô cùng so sánh giữa hai người lâm thiên có thể nói là cực kỳ nổi tiếng ở khắp cả đạo cực thư viện này lâm thiên thấy lâm thiên còn đang ngáy khò khò giọng nói của nữ tử mặc áo choàng xám càng lớn hơn rất tức giận bước nhanh lại lúc này có vẻ là tiếng động hơi lớn đã đánh thức thiếu niên đó rồi á à, bổn vương không chịu á hắn hét lên một tiếng thảm thiết sau đó ngẩng đầu lên thần sắc có chút mơ màng giống như vẫn còn đang ở trong cơn mơ đây là ai ngươi là ai lại còn bổn vương cơ đấy ha 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 ta buồn cười chết mất này tên phế vật kia rốt cuộc ngươi đã mơ thấy cái gì thế hả khắp nơi ồ lên tiếng cười nhạo báng sắc mặt lâm thu hàng trông càng khó coi hơn rất tức giận và phẫn nộ được lắm không chỉ ngủ trong giờ của nàng giờ lại còn giả vờ không nhận ra nàng sao. Mặc dù nàng là tỷ tỷ của hắn, thế nhưng cũng không thể để cho hắn thích làm gì thì làm được. Nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt. Trung tâm thiên thành, trung châu đại địa, thiên thanh giới, hóa ra là như vậy. Thế nhưng lúc này, Lâm Thiên lại giống như vẫn còn chưa nhìn thấy người ở trước mặt. Hắn đang tự mình lẩm bẩm, có chút suýt xoa, rồi sau đó ánh mắt ngay lập tức đã dần trở nên sắc bén. Không ngờ ta đường đường là Lục Thiên Thần Vương, lại có ngày phải đi đoạt xá để tái sinh. Không sai, Lâm Thiên hiện giờ đã không còn là kẻ phế vật Lâm Thiên của ngày trước nữa. Hắn là thần vương của một triều đại. Phong hiệu là Lục Thiên, tự xưng là sự tồn tại cường đại ngay đến cả ông trời cũng có thể giết. Chỉ có điều trên con đường thăng thiên, đã gặp phải vết nứt không gian đáng sợ, vẫn còn chưa tới được thượng giới ở trong truyền thuyết thì đã bất hạnh rơi xuống rồi may mà trời cao có mắt một chút linh hồn sót lại chưa tan biến cuối cùng lại mượn nội thể của vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này để tái sinh chỉ có điều hiện giờ trong lòng lâm thiên có chút nghi hoặc tại thế giới trước đây của hắn tu hành đến thần vương cảnh mới có thể phá không bay lên đến thượng giới thần bí thế nhưng tại thế giới mà hắn đang ở giờ đây có vẻ như chỉ cần tu hành đến hư thần cảnh là có thể phá không để thăng thiên rồi Nói như vậy thì, có ký ức kiếp trước ở đây, lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của thế giới này đối với hắn mà nói không phải là chuyện khó khăn gì. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thiên không nhịn được mà để lộ ra thần sắc tự tin liếc nhìn một cái, bị mấy kẻ tộc nhân xem thường, sống tạm bợ trước sự cười nhạo của người ta. Bản thân hắn đường đường là Lục Thiên Thần Vương, sớm muộn cũng sẽ khiến cho mấy kẻ đã xem thường mình trả giá. Ái mộ vị tỷ tỷ trong lòng, muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại không có đủ can đảm sao? Yên tâm, có bổn vương ở đây, những ý muốn này đều không thành vấn đề. Còn vấn đề lý luận về huyết thống, đối với người như hắn mà nói, vốn chẳng đáng để bận tâm. Lâm Thiên, đệ đang cười ngây ngốc gì vậy? Tháng này đệ mà vẫn không thể đột phá được linh hải cảnh, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Đạo Cực thư viện. Đến lúc đó ngay đến cả gia tộc cũng không bảo vệ được đệ đâu thấy Lâm Thiên vẫn còn đang xem nhẹ mình, Lâm Thu Hàng không khỏi nhíu mày, bất giác càng nặng lời hơn. Lâm Thiên xuất thân là con của tiểu thiếp, mẹ xuất thân là thị nữ, tư chất lại kém thông minh, cảnh ngộ ở Lâm Gia vô cùng thảm, vốn không được chào đón. Thế nhưng lòng nàng vốn lương thiện, bình thường cũng rất chiếu cố tới hắn. Thế nhưng Lâm Thiên lại không hề cảm kích, khiến nàng vô cùng thất vọng. Chỉ là một linh hải cảnh soàn thôi sao có thể làm khó được ta chứ lâm thiên thản nhiên nói liếc nhìn mọi người trong cái nhìn đem theo sự khinh thường lâm thu hàng chán nản lắc đầu cảm thấy hắn thật sự là hết thuốc chữa rồi trong tỉnh thất lại ồ lên một tràng cười lớn tất cả mọi người đều cảm thấy lâm thiên vẫn chưa tỉnh ngủ lại đi nói ra những lời trong mơ như vậy thế nhưng lâm thiên lại rất bình tĩnh không hề tức giận bản thân tốt xấu gì cũng là người từng ở cấp bậc thần vương cảnh, sao có thể có kiến thức tầm thường giống với đám thiếu niên thiếu nữ này chứ? Đợi mấy ngày nữa sẽ biết tay hắn. ầm ầm ầm, không trung trở nên sao động, cuồng phong quét tới. Một chiếc phi thuyền trong cực kỳ xa hoa xoay tròn bay qua không trung. Ánh sáng lung linh rực rỡ chiếu sáng, bay nhanh như tên bắn, đã đến địa bàn của Trung Châu Đại Địa rồi. Cố trường ca áo tròn phất phơ, tóc đen tung bay, tay chấp sau lưng, quan sát phía dưới. Trong đầu đột nhiên vang lên sự gợi ý của hệ thống, khiến cho hắn hơi sững sờ. Sau khi vận khí của Diệp Trần nhanh chóng suy tàn, lẽ nào đứa con mới của vận khí đã đến rồi sao? Xem ra lại có rau hẹ để cắt rồi. Không ngờ lão nô vẫn có ngày có thể quay trở về Trung Châu Đại Địa, từ biệt một cái mà đã hơn ba vạn năm rồi, không biết gia tộc lúc trước lưu lại sống thế nào rồi minh lão cung kính đứng ở sau lưng của cố trường ca lúc này nhìn thấy cảnh sông núi nước non xa lạ phía dưới không khỏi xuýt xoa nói trong thời gian ba vạn năm biển cả đã đắp bồi thành đồng ruộng của thành hóa thành đống đổ nát rồi ông ta cũng không khỏi có chút lo lắng khi trở lại nơi cố hương con cháu lúc trước đâu rồi vẫn còn ở đây sao lão minh tiền bối là từ trung châu trung châu bay lên thượng giới sao tô thanh ca có chút kinh ngạc Nàng lần đầu tiên biết được chuyện này, còn tưởng Minh lão và Cố Trường Ca giống nhau, là người sinh ra lớn lên ở thượng giới. Đúng vậy, trước khi thăng thiên, lão nô đã từng sáng lập ra Lâm gia, Minh lão cười nói. Chỉ có rất ít người biết, ông ta thực ra mang họ Lâm. Chương 28. Minh lão tên đầy đủ là Lâm Minh, sau khi bay lên thượng giới trở thành đại thần họ khác của Cố gia, sau đó mọi người gọi ông ta là Minh lão ba vạn năm trước ông ta là tu vi của hư thần cảnh giờ đây đã có tu vi thần vương cảnh rồi đối với cố gia trên thượng giới mà nói cũng xem là một cao thủ nhất phương do nguyên nhân hạ giới minh lão đương nhiên là khó mà phát huy thực lực thật sự hơn nữa nếu bột phát ra ngoài thì sẽ chịu đựng sự bài xích của ý chí thiên địa tại một giới này mặc dù là cao thủ thần vương cảnh thế nhưng cũng vẫn chưa đạt được tới trình độ làm ngơ trước ý chí thiên địa của một giới một tay sáng lập Lâm gia. Trong đầu Cố Trường Ca hiện lên thông tin về Minh lão. Gật gật đầu. Cùng lúc trong lòng giao lưu với hệ thống, điểm khí vận của Diệp Trần đến giờ còn lại bao nhiêu? Vừa rồi hắn đã nghe thấy gợi ý từ hệ thống, cùng với sự xáo trộn của quỷ đạo trái đất, thế giới xuất hiện sức mạnh điều chỉnh, lại xuất hiện đứa con khí vận mới rồi. Xem ra Diệp Trần cũng sắp bị người cha thiên đạo ruồng bỏ rồi hoặc cũng có thể nói là bản thân khí vận chi tử đã có một khuôn mẫu nhất định nào đó. Cùng lúc tồn tại mấy cái, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Cố Trường Ca đã đoán ra lần này sẽ là loại khuôn mẫu nào ngoài kẻ thất bại hoặc bị từ hôn rồi. Hệ thống cười nói, "Chủ nhân, điểm khí vận của Diệp Trần cho đến giờ vẫn còn lại 230 điểm." Sở dĩ khí vận phản vệ kỳ thực là do điểm khí vận của ta chênh lệch quá lớn so với cái gọi là khí vận chi tử nên mới phát sinh phải không?" Cố Trường Ca hỏi. "Bộ máy hệ thống vang lên giọng nói lạnh lẽo, đúng vậy, cùng với việc điểm khí vận của chủ nhân tăng lên, khí vận phản vệ sẽ dần dần biến mất." Cố Trường Ca gật gật đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Thực lực của Diệp Trần mặc dù rất yếu, thế nhưng giải quyết hắn kỳ thực cũng khiến cho Cố Trường Ca tốn không ít công sức. Suy cho cùng thì thực lực của Cố Trường Ca rõ ràng là có thể dễ dàng bị áp chế. Thế nhưng Thiên Đạo lại sử dụng phương thức khác để bảo vệ cho Diệp Trần, để hắn khó mà sử dụng thủ đoạn trực tiếp xóa sổ tên này. Được biết điểm khí vận ban đầu của Cố Trường Ca chỉ có 30 điểm. Còn Diệp Trần thì lại có hơn 500 điểm. Kém hơn gần gấp 20 lần. Xét về phương diện thực lực, cơ thể ban đầu muốn xóa sổ Diệp Trần cũng chỉ là chuyện có thể tiến hành trong gan tất. Thân là chân truyền của đại giáo bất hủ nơi thượng giới, thế nhưng vì sao điểm khí vận lại chỉ có 30 điểm chứ? Trong khoảng thời gian này Cố Trường Ca đã suy nghĩ rất lâu, ngoài việc xác định mình là nhân vật phản diện ra, nguyên nhân có lẽ là do tính tình ban đầu của hắn rồi. Kiêu ngạo, lạnh lùng, trong lòng chỉ có tu hành, nói khó nghe một chút thì là ngu xuẩn, hoàn toàn chỉ phù hợp làm cái bia đỡ đạn cho kẻ phản diện kém cỏi ra tay với diệp trần kẻ mình coi như con kiến kia vì vậy dựa theo tính cách như vậy mà nói thì sẽ có rất nhiều tính ngẫu nhiên khí vận vốn là viễn vông thêm một chút ngoại ý diệp trần đắc tội với hắn lại vẫn có thể hết lần này đến lần khác sống sót cũng chẳng có gì kỳ lạ có thể hiểu được bản thân hắn sau khi xuyên không trong nháy mắt đã hiểu ra được tất cả quy luật dĩ nhiên sẽ không để mặt cho Diệp Trần có cơ hội trở mình để dẫm đạp lại hắn. Cố trường ca đã trở thành cái gọi là dị số, thiên đạo đã khó có thể dùng ngoại ý để bảo vệ che chở cho khí vận chi tử này rồi. Lúc này, khí vận phản vệ đã xuất hiện rồi. Cũng giống với đạo lý của Đại Thế Thiên Địa Hồng Hoang mà Cố Trường Ca đã từng hiểu rõ từ kiếp trước. Nhân tộc dù đã được xác định là nhân vật chính, đối nghịch với Đại Thế, thì phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Cho dù là thánh nhân cũng không dám nói thay đổi đại thế thiên địa. Đương nhiên thế giới trước mắt hiện tại không thể đánh đồng. Thế nhưng cũng là cùng một đạo lý đó. Xác định là khí vận chi tử, thiên đạo chắc chắn sẽ có lòng thiên vị. Đứa con của khí vận hẳn là không chỉ để gọi suông cho vui. Cố Trường Ca hiện giờ đã thông suốt mọi điều rồi. Mặc dù quá trình đoạt đi từng thứ từng thứ của khí vận chi tử rất thú vị, thế nhưng cũng có một loại cảm giác gò bó, khiến cho cố trường ca có chút không thoải mái. May mà hiện giờ, cố trường ca lại cảm nhận được trong lòng hắn sát ý đối với Diệp Trần đã không còn sụp sôi nữa. Hắn đoán được rằng là nguyên nhân mà điểm khí vận của hắn đã cao lên rất nhiều, điều này khiến hắn rất thoải mái. Giống như lời hệ thống đã nói, sau khi điểm khí vận tăng lên cao, thiên đạo có muốn thiên vị, cũng phải tuân theo quy luật nhất định muốn che chở cho đứa con của mình thì chỉ có thể dựa vào thứ gọi là ngoại ý kia không thể tùy tiện sử dụng những tia sấm sét vô tri để trực tiếp đánh chết mình rồi sau đó cố trường ca lại lướt qua quan sát giao diện thuộc tính của mình đến thời điểm hiện tại một chút chủ nhân cố trường ca thân phận đệ tử chân truyền của đạo thiên tiên cung huyết mạch thể chất ma tâm đạo cốt tu vi phong hầu cảnh trung kỳ. Công pháp thần công, đạo thiên tiên điền, tầng thứ bảy, vạn hoa ma thân, thiên bẩm, tiên thiên thần chi niệm, thiên bẩm, thông tiên ma công, thiên mệnh, 100, điểm khí vận, 120 điểm, màu đen. Hệ thống thương thành, đã mở, nhà kho, phá vực phù một, một phần ba hạt giống thế giới không hoàn chỉnh một. Khoảng thời gian này, thông qua việc tăng thêm chút giá trị thiên mệnh, nâng cao một tiểu cảnh giới. Đạo thiên tiên điển vẫn là ở cấp thứ bảy, thế nhưng cố trường ca lại tăng lên tới tu vi của phong hầu cảnh trung kỳ. Đối lập với đám chí tôn trẻ tuổi trên thượng giới mà nói, tốc độ này của hắn có thể coi là hành vi hắc ở trong game rồi. Bản thân hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại có thể thông qua phương thức cộng điểm để tu luyện, tốc độ đột phá đương nhiên là rất nhanh. Có điều thiên mệnh có được bởi nhiều cách thức sao có thể gọi là hắc được chứ? Trừ lần đó ra. Cố trường ca vẫn luôn suy nghĩ khí vận màu đen mà mình có, sẽ xảy ra chút phát sinh gì đó. Thế nhưng cuối cùng phát hiện ra không xảy ra cái gì cả. Không có bảo vật từ trên trời rơi xuống, cũng không gặp phải hoạn nạn. Khi chỉ là tiêu chí dị số mà mình làm ra mà thôi. Không tồn tại danh sách khí vận bảy cấp độ đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh, đen, xanh da trời, tím, nếu như nói một cách thông thường thì khí vận màu đen đại diện cho điều khó lường và chưa biết. Chương 29 Cố trường ca sau khi nghiệm chứng cách nghĩ ở trong lòng mình. Cũng không quản thêm nữa. Dù sao cũng có hệ thống bên người, bản thân cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Đến lúc đó cho dù gặp phải khí vận chi tử thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có cách giải quyết. Giống như dịp trần kia, cho dù có thiên đạo giúp đỡ, Đến giờ không phải vẫn bị mình giết chết từ từ sao? Ngay đến cả nữ thần Tô Thanh Ca mà hắn luôn ngưỡng mộ cũng đoạn tuyệt quan hệ với hắn, trở thành nữ nhân của mình. Chỗ dựa cuối cùng của hắn, vị sư tôn có tên là Diễm Cơ, sớm muộn cũng nằm trong lòng bàn tay của mình. Cảm giác nắm mắt tất cả mọi thứ trong tay hơn cả một chữ tuyệt. Nghĩ tới những điều này, khuôn mặt Cố Trường Ca bất giác lộ ra ý cười, xuống tầng dưới của phi thuyền ở đây náo nhiệt hơn ở phía trên rất nhiều rất nhiều trang tuấn kiệt trẻ tuổi của đông hoang đều đang bàn luận thậm chí còn tỉ thí tại chỗ để chứng thực đạo pháp công tử hôm nay tâm trạng có vẻ tốt tô thanh ca ở bên cạnh cố trường ca đi theo hắn xuống dưới đôi mắt giống như viên đá quý không tì vết khẽ chớp có chút kinh ngạc với nụ cười của cố trường ca dưới cái nhìn của nàng cố trường ca hẳn là rất ít khi để lộ ra nụ cười tự nhiên như vậy Bình thường không chỉ trầm tư suy nghĩ, khó mà nắm bắt, có lúc còn có rất nhiều sở thích ác ôm. Treo cợt đùa giỡn nàng đã trở thành thái độ bình thường. Nam nhân này, thật xấu xa. Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Cố trường ca thuận miệng đáp, nói cho ta biết một chút trên bản đồ của Trung Châu này thế lực nào đáng phải chú ý tới nhất. Khoảng thời gian này, điểm khí vận của Tô Thanh Ca lại tăng lên không ít, đã sắp lên 400 rồi kết quả khiến cho điểm khí vận của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít trong bóng tối bản thân cũng có thể tăng thêm khí vận sao phát hiện này khiến cho cố trường ca suy nghĩ mất nửa ngày cuối cùng vấn đề xảy ra ở trên người của tô thanh ca xem ra tô thanh ca còn có chút bí mật nhỏ vẫn chưa nói cho mình biết người bình thường điểm khí vận của ai có thể tăng lên một cách khó hiểu như vậy chứ có điều cố trường ca cũng không hỏi dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Nghe thấy vậy, Tô Thanh Ca gật gật đầu, nàng đặc biệt thu thập rất nhiều tư liệu về Trung Châu, chính là đợi để Cố Trường Ca hỏi mình. Trung Châu tổng cộng có 8 đại vực, trong đó Trung Ương Thiên vực là nơi phồn hoa nhất, đại hội luận đạo mà Tam hoàng tử của Đại Hạ hoàng triều mời đến cũng được tổ chức ở Trung Ương Thiên vực, loại đại hội luận đạo hạng bét này, không phù hợp với thân phận của công tử người ngồi chơi xem là được rồi sở huyền ở bên cạnh vội tới chào hỏi rồi vội vàng cười tiếp lời rất nhiều những tuấn kiệt trẻ tuổi ở đằng xa nghe thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ đại hội luận đạo này họ đã chờ rất lâu rồi chuẩn bị nổi danh thiên hạ đại hội luận đạo ta lại chẳng hề hứng thú cố trường ca cũng chẳng chút quan tâm đối với việc này hắn đến đây chỉ để lấy được thứ đồ của mình tiện thể cắt một bó rau hẹ khí vận chi tử xem đám thiên kiêu hạ giới luận đạo sao vô vị biết bao giả vờ có hứng thú với những thứ vô vị cũng làm mất đi đẳng cấp của bản thân cùng lúc đó lúc phi thuyền của tô trường ca đang ở trên đó liền bay thẳng một mạch về trung châu trung ương thiên vực trung châu là một trong những cổ tộc của trung châu lâm gia đã đứng vững ở trong trung ương thiên vực hàng vạn năm mà không bị lật đổ Ba vạn năm trước có một người một tay sáng tạo ra lâm gia, rồi liền phá vỡ hư không, bay lên thượng giới, trở thành một nhân vật giống như thần thoại. Chính vì như vậy, lâm gia mới có thể trở thành một trong những cổ tộc có quyền thế nhất. Mặc dù là truyền thừa đã từ xa xưa cũng phải ghen tị vô cùng. Mà giờ khắc này, trong một gian thư đường sâu nhất ở trong lâm gia, dưới ánh sáng ảm đạm của ánh nến, nhưng lại có vẻ không hề yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? sao đại trưởng lão lại đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây vậy? một tốt lão nhân xuất hiện, sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc mà lại nghi hoặc. trong đó còn bao gồm gia chủ hiện giờ của lâm gia. bọn họ đều là nhân vật cấp cao của lâm gia, tu vi cường đại, chức cao quyền trọng, dậm chân một cái thì có thể khiến cho ngoại giới một cơn chấn động. thế nhưng hiện giờ rõ ràng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại kinh động đến vị đại trưởng lão bế quan ở trong tộc địa đó triệu tập tất cả bọn họ đến đây. Hơn nữa đại trưởng lão đã gần một vạn năm chưa từng xuất hiện, tu vi thâm sâu khó lường. Rất nhiều tộc nhân thậm chí còn tưởng rằng ông ta đã tọa đá rồi. Cho đến giờ đại trưởng lão lại một lần nữa hiện thân, là xảy ra chuyện gì đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất nghi hoặc, nhìn ông lão sắc mặt hồng hào, tinh thần khỏe mạnh kia. Chính là đại trưởng lão hiện giờ của Lâm Gia. Ta đợi gặp mặt đại trưởng lão không biết đại trưởng lão kêu chúng ta đến là có chuyện gì mọi người đồng loạt cất tiếng hỏi rất nghi hoặc thông thường nếu không có chuyện lớn xảy ra thì không thể gọi tất cả mọi người đến lẽ nào là đại trưởng lão đột phá tu vi có hy vọng thăng thiên sao lúc này nhìn thấy tất cả mọi người đều đến rồi cuối cùng đại trưởng lão cũng lên tiếng chỉ có điều biểu hiện lại có chút kỳ quái đó là sự kích động thậm chí là run rẩy rất nhanh ông ta đã ép cho bản thân bình tĩnh lại giọng nói khẽ run rẩy nói hôm nay ta cảm nhận được hơi thở của tổ tiên rồi tổ tiên có lẽ đã quay về rồi lời này vừa nói ra cả từ đường đột nhiên đều im lặng cái gì sau khi phản ứng lại tất cả mọi người đều ngây ra thần sắc trở nên bàng hoàng không dám tin không nghe nhầm đấy chứ tổ tiên mà ba vạn năm trước đã bay lên thượng giới lại sắp quay về rồi sao điều này sao có thể chứ được biết thăng thiên đã là chuyện vô cùng khó khăn huống chi là hạ giới còn khó gấp ngàn lần dường như không thể thực hiện được còn nói là tổ tiên đã đột phá đến cảnh giới không thể tưởng tượng được sao đã có thể tùy ý tách không gian ra được chuẩn bị tiếp dẫn tất cả tộc nhân lên thượng giới sao vừa nghĩ đến đây thôi tất cả mọi người đều không kìm nổi sự kích động, sắc mặt đỏ bừng lên. Tổ tiên, đó hẳn là nhân vật truyền kỳ của ba vạn năm trước. Lâm gia có được quyền thế và huy hoàng như ngày hôm nay, có thể nói là nhờ công của tổ tiên. Suy cho cùng lời mà đại trưởng lão đích thân nói ra, sao họ có thể hoài nghi cho được chứ? Thời khắc này tất cả mọi người đều vô cùng xúc động và vui sướng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, tổ tiên quay về rồi, lâm gia ta ắt càng thêm huy hoàng cường đại rồi. Ha ha ha, chuyện này ta nhất định phải bố cáo thiên hạ, để cho tất cả thế lực của Trung Châu này đều biết rằng, tổ tiên của lâm gia ta đã quay về rồi. Đến lúc đó đám đại hạ Hoàng Triều, và lâu thánh địa không thể không đến bái kiến. Thanh thế của lâm gia ta, ắt hẳn sẽ chấn động cả Trung Châu, không kẻ nào sánh bằng. Nghe thấy những lời này, đại trưởng lão rất hài lòng, khẽ vuốt cầm, vuốt râu mà cười, nói, như vậy rất tốt, ngoài ra thông báo cho tất cả tộc nhân, chuẩn bị nên đón tổ tiên quay về. Lâm gia ta, chắc chắn lại tạo ra huy hoàng. Chương 30 Không hề ngạc nhiên, tin tức tổ tiên quay về rất nhanh đã lan truyền đi cả trung ương thiên vực. Thậm chí người của Lâm gia còn muốn thêm dầu vào lửa, đưa tin này truyền tới cả các địa giới khác. Có thể nói ngày này cả Trung ương thiên vực đều đã dậy sóng vô số tu sĩ và thế lực đều vô cùng kinh ngạc tổ tiên của lâm gia đó là ai vậy là cường giả hư thần cảnh mà ba vạn năm trước đã phá không bay lên thượng giới ông ta quay về rồi sao tin tức bom tấn như vậy thật đáng sợ biết bao quả đúng là không dám tưởng tượng vô số người đều ngồi không yên nữa rồi đặc biệt là rất nhiều thế lực cấp bá chủ của trung châu đại địa ngay từ phút đầu đã phái mật thám đi điều tra tin tức thực hư Làn sóng ban đầu do thiên kiêu của các đại địa muốn vào đại hội luận đạo cũng bị áp chế rồi. Vô số các tu sĩ đều đang quan tâm chuyện này. Sau một loạt các hành động của thượng cổ Lâm gia, chính là khẳng định tính chân thực của tin tức này đối với các giới. Rất nhiều nhân tộc của Lâm gia đều vội vàng quay về Lâm gia, hình như muốn đợi tổ tiên giáng lâm. Rất nhiều người tư duy nhạy bén, liên hệ trước một khoảng thời gian, tin đồn mà Đông Hoang đại địa truyền tới. Hình như có một vị thiếu niên trẻ tuổi đang hạ thế. Ban đầu rất nhiều người cảm thấy đây là tin đồn nhảm nhí. Thế nhưng hiện giờ thì rất nhiều người đều đang dao động rồi. Tổ tiên Lâm gia quay về, liệu có liên quan gì tới tin đồn này không? Mấy vị bá chủ của Đại Hạ Hoàng triều, Gia Lâu Thánh địa, Âm Dương Thánh địa cũng phái tộc nhân tới Lâm gia cầu kiến chuyện này. Cùng là thế lực có tổ tiên phá không rời đi bọn họ đều muốn biết ngọn nguồn sự tình của việc này, tìm hiểu một chút về hướng đi của tổ tiên. Đột nhiên, cả Trung Châu Đại Địa đều sẽ nổi lên cơn bão táp. Còn lúc này, một chiếc phi thuyền vô cùng hoa lệ cũng từ trên không trung bay qua. Đáp xuống Trung ương Thiên Vực. Rất nhiều trang tuấn kiệt của Đông Hoang, đương nhiên còn có cả người của các tông môn đã đến trước để tiếp dẫn, rời đi đã cả nửa đường rồi. Hai người cố trường ca, tô thanh ca thì lại đi cùng theo minh lão quay trở về gia tộc mà năm đó ông ta một tay gây dựng lên tổ tiên quay về từ thượng giới thượng cổ lâm gia đây lại là một lợi ích của ta đáng tiếc trong một tòa cổ thành ở trung châu một nam tử trẻ tuổi dung mạo kiên nghị tay đeo những đồng nghe thấy những tin tức này thì lại hơi khựng lại thế nhưng nghĩ tới điều gì đó trong mắt lóe lên hận ý đó chính là Diệp Trần đang lặng lội đến Trung Châu. Cả đoạn đường đi đều bình an, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Hơn nữa trên đường đi lại có được không ít cơ duyên lợi ích, Tu Vi đã đột phá một bước lớn, đạt đến thần thông cảnh. Ngoài ra còn kết thân với thánh tử của già lâu thánh địa, hai người vừa gặp đã như quen, kết thành huynh đệ khác họ. Có thể nói hắn đã hoàn toàn rũ bỏ sự nhếch nhác và suy sụp lúc ở đông hoang đại địa gia thế của thượng cổ gia tộc vô cùng hùng hậu hiện giờ trên người ngươi có không ít bí mật vẫn bớt đi thì tốt hơn nếu không sẽ khó tránh khỏi bị người ta phát hiện ra lúc này trong chiếc nhẫn truyền tới giọng nói lạnh lẽo diễm cơ bận bộ xiêm y màu đỏ ngồi khoanh chân ở trong không trung nghe thấy lời mà diệp trần tự nói liền khuyên can hắn mặc dù sau khi trải qua chuyện của khoảng thời gian trước đó nàng đã có ngăn cách với trái tim của trần diệp thế nhưng trước những lời xin lỗi không ngừng của diệp trần nàng vẫn là có chút mềm lòng không nỡ trách mắng hắn cho dù nàng có khuyên diệp trần từ bỏ thù hận với cố trường ca như thế nào đi chăng nữa diệp trần cũng không hề nghe ngược lại còn đang hoài nghi nàng động cơ bất chính điều này khiến cho diễm cơ thấy chán nản sư tôn nói phải lắm ta hiện giờ còn có chuyện chắc chắn không thể đi lâm gia diệp trần nói rồi Cúi đầu xuống nhìn mảnh gốm cổ bị nứt vỡ ở trong tay. Đây là mảnh gốm mà hắn tình cờ có được ở trên một sạp bán hàng rong, hình như ghi chép lại một tàn tích thời cổ đại. Sau nhiều ngày phá giải, hắn phát hiện ra nơi di tích phát hiện ra cổ vật đó cách cổ thành nơi hắn đang ở hiện giờ không xa. Di tích cổ đó vẫn chưa có ai khám phá ra, trong đó chắc chắn có ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, đợi khi ta đột phá được đại năng cảnh thì có thể chiến đấu với thánh chủ cảnh rồi. Đến lúc đó Cố Trường Ca, Tô Thanh Ca đám tiện nhân các ngươi. Diệp Trần nghĩ tới đây, khóe miệng bất giác nở một nụ cười lạnh. Theo như hắn thấy, thực lực của Cố Trường Ca dù có mạnh, chẳng qua cũng chỉ là cấp Thánh chủ cảnh mà thôi. Đợi tự mình đột phá đến đại năng cảnh rồi, với tư chất thông minh của hắn, đối phó với Cố Trường Ca kẻ được gọi là thiên tài từ nhỏ được đang dược tài nguyên tạo ra kia chẳng phải là rất dễ dàng sao? đừng nói thêm bản thân đã trải qua nhiều trận đấu và chết chóc căn bản là không thể so sánh với thiên tài quen được nuông chiều như cố trường ca sau đó diệp trần bước nhanh rời khỏi cổ thành này hướng về phía di tích đó cùng lúc đó trong biệt viện của lâm gia một vị thiếu niên có vẻ mặt bình thường lạnh lùng đang luyện dược tay cầm cây quạt hương bồ khẽ quạt quạt phía dưới bình thuốc khống chế độ to nhỏ của ngọn lửa luyện chế cố nguyên linh đan vẫn còn thiếu ba vị thuốc đường đường một đại thần như ta lại rơi vào tình cảnh không có dược liệu dùng lại còn bị nhập vào cái thân thể gầy yếu như vậy thiếu niên này chính là lâm thiên trong lúc tự lầm bầm trên mặt hắn lộ ra mấy phần lãnh ý chợt hắn lắc đầu nói bỏ đi nếu đã có thể sống lại một kiếp vậy thì ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì giờ này có lẽ là nên tẩm bổ chăm sóc cho bản thân trước Thể chất của cái xác này thực sự là chán quá, ngay đến cả linh hải cảnh cũng không phải. Nghĩ chính bản thân mình đi tới cửa biển mất cả nửa ngày mới đột phá linh hải cảnh, kết quả hiện giờ lại vì thiếu Đan dược mà phát sầu. Trong lòng hắn không ngừng thầm cười lạnh. Sự việc không phải tại hắn. Thân là con cháu của Lâm gia, ngay đến cả Đan dược cũng không lấy được, xem ra địa vị ở trong gia tộc này cũng thật là chẳng ra làm sao. Bị người khác sỉ nhục, người chê xem thường thì không nói ngay đến cả luyện dược cũng khó khăn nghĩ đến vừa rồi đi vào trong tộc sinh dược liệu đám người đó trợn tròn mắt làm bộ dạng không dám tin lâm thiên cảm thấy khó chịu mặc dù hắn là thần vương cảnh thật thế nhưng dù cho đi tới đâu cũng bị người ta xem thường hoài nghi khiến trong lòng hắn vô cùng bực bội nếu như trên người có thực lực cường đại hắn chỉ cần một vả đã vả chết đám người này từ lâu rồi có điều chỉ là luyện đan thôi mà, lại nói bản thân không biết làm. Còn nói mình đơn thuần chỉ lãng phí tài nguyên, nhân cơ hội này mà cười nhạo. Vừa nghĩ tới những điều này một cái, sắc mặt Lâm Thiên thật sự rất khó coi. Đường Đường là thần vương, lại gặp phải sự sỉ nhục này sao? Chính vào lúc này, tiếng bước chân truyền tới. Hai người đi vào trong, một nam một nữ, trong cũng tầm 14-15 tuổi rồi. Thiếu niên nhìn Lâm Thiên đang luyện dược, không ngừng cho mày nói, gia chủ triệu tập tất cả nhân tộc tới bái kiến lão tổ, Lâm Thiên ngươi còn đang làm gì vậy? Dựa vào ngươi mà cũng đòi luyện chế đang dược à, nằm mơ giữa ban ngày sao? Cứ lo học được tu hành trước đi đã. Thiếu nữ ở bên cạnh cũng bật cười khanh khách. Một ngày bình thường ngay đến cả tu hành còn không tu cho tử tế, đột nhiên lại đổi tính đổi nết đi luyện chế đang dược theo bọn họ nhìn nhận thì Lâm Thiên một là ngốc, hai là điên rồi. Mặc dù thân là con cháu không được chào đón nhất của gia chủ, thế nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch dòng giỏi. Việc bái kiến tổ tiên này vẫn không thể thiếu hắn. Lời này ngay lập tức đã khiến cho sắc mặt của Lâm Thiên trông càng khó coi hơn. Kiếp trước hắn là thần vương của một triều đại. Dù nói thế nào đi chăng nữa vô số người cũng quỳ lễ vái lại người có thực lực cường đại như hắn bái kiến tổ tiên sao? Đùa gì vậy? Ông ta xứng sao? Nghe nói lần này tổ tiên quay về, bên cạnh còn có một vị đại nhân rất trẻ, thân phận rất đáng sợ, ngay đến cả tổ tiên cũng phải cung kính với người ta. Đúng vậy, lai lịch của vị đại nhân trẻ tuổi đó quả là không dám tưởng tượng. Hai người không chú ý tới sắc mặt của Lâm Thiên, vẫn còn thản nhiên bàn luận với nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé